Hello mọi người. Hôm nay mình thấy có một hai câu hỏi mới trên Ask, mình trả lời nốt. Với cả hôm nay ở nhà cũng không làm gì cả, nên nói chuyện mọi người thì cho thoải mái. Theo như thì bạn ấy mình có hỏi DVD là cái buổi tuyển quân sắp tới của Ronaldo nó vào ngày nào, thì DVD trả lời là ngày 8 tháng 4. Nếu mà những bạn nào muốn đăng ký thì có thể tranh thủ đăng ký luôn. Hôm trước mình có gặp một bạn ở trên cà phê, thì bạn ấy có hỏi là muốn thử sức ở đấy thì mọi người đăng ký sớm vào cái form. Chắc là sắp tới thì DVD sẽ post lên trên tường cái page. Thì mọi người đăng ký ở đây. Có người bảo mình béo, có người bảo mình gầy. Mình không biết anh. Mình thấy mình vẫn thế. Chắc là tâm trạng không tốt lắm, mặt nó phù ra. Có một câu hỏi là anh có thể cho em một số lời khuyên trước khi đăng ký One Rider được không? Thì actually well, mình không có lời khuyên nào, mình không có lời khuyên nào hết. Viết lyric cẩn thận, học thuộc và đến biểu diễn tốt nhất. Đấy là lời khuyên của mình. Mình thấy đa số những trận đấu thì thắng thua nó nằm khá là hiện tại thì nó nằm khá là nhiều cái khâu chuẩn bị. Các bạn có rất nhiều bạn chuẩn bị rất tốt, nhưng mà thua vì lý do chuẩn bị không tốt, vì lý do quên lời lyrics, chuẩn bị nội dung rất là tốt nhưng mà cái chuẩn bị biểu diễn thì rất là không ổn. Ví dụ như cái trận Lê Minh với Rhythm, mọi người có thể thấy là Lê Minh rất là hay nhưng mà quên lời cả ba round. Không, nghĩa là lời khuyên của mình là viết cẩn thận, học thuộc thật là kỹ. Bạn có thể biểu diễn ở trước gương, biểu diễn trước gương để cho thuộc hoàn toàn. Khi đầu battle, cái ngôn ngữ hình thể của bạn nó rất quan trọng, cái body language và cái cách bạn deliver cái verse, cái round của mình. Đôi khi nó có những cái, có những trận đấu người ta thắng hoàn toàn thần thái. Nếu các bạn xem trận TVT với Lê Hải á, Lê Hải dùng rất là nhiều replay mới, rất là thông minh. TVT ngược lại, rất là nhiều câu của TVT nó khá là cũ rồi, nhiều người đã dùng trước đấy rồi, nhưng mà well, mọi người thấy đấy, TVT rất là hay và mọi người, rất nhiều người vote cho TVT. Nhân tiện nói về trận TVT Lê Hải thì có một câu hỏi nữa là trận TVT Lê Hải, nếu TVT không quên lời ở round 3 thì có được tính là body bag không? Cả 3 round TVT thực sự quá áp đảo. Thực ra thì TVT quên, mình nhớ là 2 hay 3 chỗ đấy, mình không nhớ lắm. Nhưng mà yes, nếu Cái luật tính thì nó hiện tại thì mình thấy trên thế giới nó có 3 kiểu luật tính. Thực ra là 2, nhưng mà cái kiểu 3 thì gần đây nó xuất hiện. Đó là kiểu thứ nhất là tính theo round, tức là bạn hơn round 1, bạn hơn round 2, bạn hơn round 3 là bạn thắng 3-0. Tính theo round. Trường thứ hai là tính theo cả giám khảo. Ví dụ như trận đấu giữa Pastay và Sharon, có 5 giám khảo thì 4 giám khảo chọn Pastay, 1 giám khảo chọn Sharon, 4-1 nghiêng về Pastay. Mặc dù trận đấy là một trận dàn xếp kết quả. Thứ ba, cái kiểu tính thứ ba thì cái kiểu này nó không hẳn là một kiểu tính, nhưng mà như là, ví dụ bạn thua cả 3 round nhưng mà lyrics của bạn không kém đối phương là mấy, chỉ kém một chút thôi, thì nó vẫn là một trận, là mình hay là những người khác thì mình sẽ tính đấy là một trận 2-1. Bởi vì mặc dù thua cả 3 round nhưng mà cái trình độ của hai người nó không quá chênh lệch thì 2-1. Giữa trận Lê Hải TVT mình nghĩ là trận này nếu mà TVT không quên lời thì 2-1 thôi. Mặc dù TVT hay hơn rất là nhiều mà
Nhìn về mặt chuyên môn thì lyric Lê Hải nó cũng rất là đầu tư, rất là hay. Nhưng tất nhiên là khi đấu thì chỉ cần chốc một lần thôi là coi như mất một round. Chốc một lần mất một round. Thường là thế. Anh có dự định dùng Choi với Vinazu anh em dàn sản phẩm nhạc không? Lâu lắm rồi không ai ra sản. Mình có. Mình có nhưng mà chắc là not now. Dạo này mình hơi lười. Nghiêm túc là rất lười. Ok. Ủa có tiếng gì vậy anh? Chắc là cái điện thoại của mình, chắc có bạn nào comment hay là share nó bị zoom. Thế this năm Lê Minh Thu hả anh? Yes, this năm Lê Minh Thu. Nếu mà em chưa xem thì hãy xem bây giờ trận đấu. Đấy là một trận đấu mình đánh giá khá là hay, cả hai người đều hay. Nếu mà Lê Minh không quên lời thì đây là một trận đấu rất là hay. Anh dạy tiếng anh nghỉ rồi ở nhà. Mở lớp tiếng Anh á. Nếu mà các bạn muốn học ôn thi đại học thì mình có thể mở lớp tiếng Anh. Khoảng nếu mà các bạn muốn thì khoảng tháng 4 chúng ta thể học. Chúng ta ôn từ giờ đến hết tháng 6 và đi thi thoải mái thôi. Giải thích câu chơi chữ binh tướng ra các lượng của RAM đi anh. Câu đấy anh không giải thích gì cả, anh đánh giá câu đấy không hay. Thế thôi. Lần trước anh đã giải thích rồi đấy. Chắc là em không xem. Câu đấy anh chả hiểu RAM nói gì. One Order đăng ký điều kiện gì không? One Order không có điều kiện gì. Không có điều kiện gì. Không có điều kiện gì để em phải để đăng ký cả. Nó em cứ đăng ký thôi. Đăng ký vào hôm đấy đến đúng giờ. Ôn lấy TOEIC 750, 750. Ôn lấy TOEIC 750 tùy theo TOEIC của em thi hình gì. Cái hồi anh thi thì nó có listening và reading thôi. Listening thì em có thể tự ôn, tại vì cái đấy thì nó cần thời gian để em ôn tập. Còn reading thì em thì cải thiện trong thời gian ngắn. Listening thì nó cần thời gian, còn kia thì học kinh nghiệm học từ vựng tiếng Anh nhá. Anh Quất Điền chiều mai sang thu cũng được. Thế chiều mai 12 giờ qua. Kinh nghiệm học từ vựng tiếng Anh thì nó sẽ hơi thể lực một tí. Nó hơi thể lực. Đấy là cái cách học của anh học kiểu thể lực thì với anh maximum một ngày anh học được 40 từ mới. Đấy là tối đa vào thời kỳ đỉnh cao nhất. Còn bây giờ chắc anh học được khoảng 10 từ. Anh nghĩ là em nên học khoảng 5 đến 10 từ một ngày. Viết cái từ đấy ra này, viết cái nghĩa bên cạnh này, chép lại cái từ đấy một lần, một dòng, cho đặt hai câu cái từ đấy. Thế là em biết cách, em sẽ biết cách sử dụng cái từ đấy. Bài mới Sinati anh chưa nghe. Thôi chết rồi, hình như là mấy hôm trước Sinati có inbox anh mà anh quên mất anh không rap. Phân biệt rapper main với underground YouTube Vevo không á? Cái đấy không phải em ơi. Rap Việt bây giờ Battle mạnh nhất tùy nhá. Battle mà Battle anh nghĩ là Phúc Du mạnh nhất bây giờ, kể cả không biết lẫn có biết, rất khó ai thắng ở nó, tại vì mọi người không biết là Phúc Du nó try hard cái này như nào, nó dành hầu hết thời gian nó luyện tập cái này. Solo MP90 ôi đừng nhắc là P90 em ạ. Lúc trưa nay thằng Rhythm cầm P90 bắn mẹ óc chó đúng rau cuối, mẹ spam hết một băng đéo chết thằng nào, chứ thua con mẹ luôn. 15 cái đó đi. DVD sinh năm 94 em. Đào xuống Bắc Thu Thủy xinh quá anh ạ. Thu Thủy tạm thời đang độc thân em nhé. Anh em muốn triển khai thì tranh thủ triển khai đi, tại vì Thu Thủy để hở ra là có thằng nó hốt eco mất đấy. Lê Minh sinh năm 98. Anh quit Overwatch rồi, game rác rưởi. Kìa. Anh ghét game đấy. Logic do no Lucas, anh thích Logic hơn. Em mới khởi đầu từ mới quá nhiều thì nên bắt đầu sao? Em nên bắt đầu từ từ thôi. Lúc đầu mình không thể yêu cầu cao được. Em với anh theo kinh nghiệm anh, em nên bắt đầu với việc làm những cái bài đọc. Nếu mà em không có một người dạy em theo bài bản thì em nên bắt đầu từ những cái bài đọc
sau đấy gặp từ nào khó thì mình tra, sau đấy mình hiểu cái bài đọc nó nói cái gì. 500k cho Facebook thu thủy ai inbox nhanh nhất. Anh không, anh nghỉ liên minh rồi. Thu thủy với Pop đi là chia tay rồi. Dự án Việt Rap 2018 anh không biết. Crazy League không đấu. Ừ, với tình hình hiện nay Crazy League không đấu sẽ tập trung vào làm nhạc. Overwatch bắn mẹ Ray Ray lắm, mẹ bắn mẹ mình 5 cái gold medal mà thì mẹ team nó vẫn thua thì chịu. Freestyle chửi đồng vô nghĩa. Anh nghĩ thì nó chả có vấn đề gì cả. Freestyle mọi người thích nói gì thì nói, nó vui thôi. Nhưng mà khi mà mọi người biến nó thành một cái văn hóa thì ý anh là ok, freestyle mọi người nói gì cũng được, chửi động cũng được, chả vấn đề gì cả. Nhưng mà khi mà cái này thì nó không, ý anh không bảo là sai nhá, nó không có gì là sai cả. Kể cả khi em làm cái giải freestyle ấy, mọi người lên chửi động, chửi nhau các thứ, nó không vấn đề gì hết, anh thấy nó không sai. Tại vì freestyle mà, đúng không? Em freestyle, em không thể trong đầu em, nếu mà em freestyle hoàn toàn nhá, 100% nhá, em không thể có những thứ gì hay ho được, đúng không? Em chỉ trong 2 hay 3 trận đầu là em hết sạch vốn rồi, đến những trận cuối cùng gần như là em sẽ chỉ có quay ra nói nhảm với chị đồng thôi. Thì nó không có gì sai. Tuy nhiên đúng như em hỏi anh câu đấy thì chứng tỏ là gì? Có rất là nhiều bạn không thích cái hiện tượng đấy. Thế tại sao các bạn không thích hiện tượng đấy? Tại vì đơn giản thôi, các bạn đã đến cái tuổi các bạn không thích đấy nữa. Và cái battle rap nó cần một cái hình thức tiến hóa hơn. Khi mà nhận thức và văn hóa của người nghe nó lên một cái tầm cao mới thì người ta sẽ không thích như thế nữa và người ta muốn cái gì đấy cao hơn. Đấy là đương nhiên. Cho nên là cái freestyle chửi đồng nó không có gì là sai cả. Tuy nhiên khi mà người nghe họ không có nhu cầu về cái đấy nữa, họ muốn cái nhu cầu cao hơn, thì cái freestyle chửi đồng nó sẽ dần tự hết và nó sẽ chuyển thành một cái hình thức có đầu tư hơn. Anh nghĩ là vậy. Phúc Du sinh năm 96 nhá. Bang Account, anh không thích bài Bang Account, anh thích cái beat thôi. Bang Account nghe cái điều khúc nó hay. Phản ứng của anh khi người ta biết đến acapella comment tiêu cực trên những video của show YouTube này là thời gian đầu anh khá là tức, anh khá là cáu, tại vì anh thấy là mình có cố giải thích cho họ bao nhiêu họ không hiểu, nhưng mà sau đấy anh nhận ra là mình không việc gì phải giải thích cho họ, tại vì nhà trường 12 năm còn đéo dạy được họ thì anh chả là cái gì dạy họ cả. Sẽ đến cái thời điểm cái nhận thức của họ tự lên thì họ sẽ thấy cái hay thôi, anh nghĩ là thế. Còn những ai bảo là kiểu như này hàng tôm hàng cá ra chợ các thứ thì các bạn có thể đến, tại vì mình đang treo giải 500.000 cho thằng nào, à không, 500.000 Kira thì treo giải 5 triệu, còn bản thân mình thì treo giải 500.000, là ai sẽ thách đấu với Phúc Du và thắng được Phúc Du. Nếu mà có rất là nhiều bạn tỏ ra ý tiêu cực là tao cũng làm được thì mình rất 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 chào mừng các bạn đến chửi Phúc Du. Có một bạn hỏi đúng, đây là bài Second Round KO, Second Round KO của Cannabis. Mình đang nghe ăn cả album của Cannabis luôn, album Can I Bass năm 1998. Bao giờ em đấu? Anh host thôi, anh không đấu. Áo disc khi nào bán? Chắc là một ngày gần đây. Anh nghĩ là anh sẽ bán khoảng tháng 4, tháng 5 gì đấy. Hy vọng mọi người sẽ đăng ký và mua. Mọi người mua càng nhiều thì sẽ càng có nhanh có show, nhanh có disc, nhanh có những cái sự kiện hoặc là nhạc mới. Cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Ok, Trần Thịnh TVT thêm 500k cho Iwin Phúc Du. Ok luôn, một củ luôn. Kira bạn anh, ừ đúng rồi. Anh đọc comment. Mắt anh đang dính lên màn hình đây. Ok, 1,5 triệu theo HH bỏ cho 500k vào cho những người ăn được Phúc Du rồi. Áo đi version cũ á, em thích cái version cũ là anh không biết là cái nào, cái áo 30 thì bọn anh không làm nữa, áo 30 anh không làm nữa. Còn cái áo cái disrespect thì chắc là bọn anh sẽ chuẩn bị làm thêm một đợt nữa, nhưng mà nó sẽ vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Sweat.
Speeder. Ok, anh có cái áo MCU. Được rồi, nếu mà bạn nào thích thì mình bán chắc sau tới hết tiền tiêu. Anh có nhận dạy gia sư không? Anh có dạy gia sư, nhưng mà tùy theo nhà em ở đâu nhá, xa quá thì anh cũng kiểu nó cũng khó, nó khó đi lại cho anh. DVD versus Phúc Du. DVD thì bây giờ yêu đương thôi, đấu gì Phúc Du. Phúc Du bây giờ và DVD là người đấu, DVD đấu Phúc Du, mình vẫn thấy cửa trên DVD cao hơn. Cao hơn tí. DVD thần thái tốt. Anh gia sư tiếng Anh. Anh ở Yên Hòa nhé. Mùa hè anh làm áo cộc tay. Ừ, anh đang cân nhắc về cái đấy. Rồi rồi mọi người cứ từ từ. Anh với Phúc Du một round, anh thì đấu thế đéo là được Phúc Du. Từ từ để anh đọc một cái comment bạn Minh Quang. Style rap BY, can't stop me, muốn làm nhạc giống như vậy có. Anh nghĩ là cái style của BY thì nếu mà em muốn làm style BY thì em copy BY trước đi. Làm giống hệt luôn. Họ BY flow là em flow theo như thế. Dần dần em sẽ làm như thế. Luyện kỹ thuật trong lyrics, anh có lời khuyên gì không? Lời khuyên của anh là đọc nhiều. Thứ hai là chịu khó xem Disneyland nhiều. Hades, anh không có cảm nhận gì Hades, anh chưa từng nghe bài nào Hades. Nhưng mà anh không thích cách Hades hành xử. Ok, DVD với Phúc Du có thể làm kèo dàn xếp. Cool. Lại cái gì đây? Sao mà lại đít chết cụ đồng B-Ray vậy? Không có liên quan đến B-Ray nha. Mình không có vấn đề gì với B-Ray hết. GZ, rapper nổi tiếng nhờ sự đẹp trai. People Romantic, anh nghiêng về với thời điểm bây giờ thì anh nghĩ là anh nghiêng về Romantic hơn. Không bí vần tránh lập từ khi viết lyric. Không bí vần thì em phải tập viết vần. Em có thể lấy một tờ giấy và sau đấy em viết những cái tập vần, những cái bộ vần ra. Thì nó, anh nghĩ là em làm như thế khoảng 3 tháng thì em mới có phản ứng phản xạ vần rất là tốt. Còn tránh lập từ thì anh nghĩ là cái đấy đã được dạy trong văn mình đi học trên lớp. Anh không nghe rap à? Quà tặng cho Super Bao Giờ Public. Anh đã gửi bài đấy cho Chúa Công mix, nhưng mà Chúa Công dây bass của anh thì không biết bao giờ Chúa Công sẽ mix đây. Sweat rồi MCU. Ok. Rồi anh sẽ cân nhắc về việc đấy nha. Tại vì áo MCU thì anh không nghĩ là các bạn quan tâm, nên là anh cũng. Vinagang sẽ ra vào tối chủ nhật tuần này. MV Vinagang, các bạn hãy, you know, comment. Mời các bạn đến và share video của Rick Choi. Ai ở Việt Nam làm được như bên em? Chả ai làm được cả. Lý do battle miền Nam thất thế hơn miền Bắc, thực ra thì cái này anh không biết nhá. Anh không nhận xét là battle miền Nam thất thế hay không. Tại vì một vài con người nó không nói lên được cả một miền. Anh nghĩ thế. Tại sao mọi người có cảm giác như thế? Thì anh nghĩ là do hiện tại những cái người đang ra mặt ở miền Bắc là những người ở bên RVP, những người ở đội Anh, những người có thực lực rất là lớn, và họ là những con người có thực lực và try hard rất là nhiều. Thì mọi người sẽ có cảm giác như thế. Tất nhiên là với những người chăm chỉ thì họ sẽ nhận được cái phần thưởng sự chăm chỉ của họ, đúng không? Thế thôi, chứ còn anh nói thật, ở miền Bắc thì cũng có rất là nhiều thể loại rapper. Nó có rapper cùi Bắc rất là nhiều, rapper trẻ trâu đua đòi rất là nhiều, những thằng ảo tưởng phản thầy, phản người đã dạy nó rất là nhiều. Anh nghĩ là những thằng như thế nhiều lắm, những thằng danh con sinh năm 2000 mình nâng nó lên xong nó quay ra cắn mình. Những rapper tạp nham miền Bắc rất là nhiều em ạ. Anh nghĩ là không thể nói được, không thể nhìn một vài cá nhân để nhận xét cả hai miền được. Chỉ có thể nói là hiện tại thì những người thực lực cao ở miền Nam thì đang
không hoạt động nhiều và những người thực lực cao ở miền Bắc lại đang hoạt động nhiều, cho nên sẽ có cảm giác như thế thôi. Anh nghĩ thế. Ran B-Ray ai hơn? Về kỹ thuật thì anh đánh giá B-Ray hơn. Nói chung là mấy thằng danh con đấy rồi sự nghiệp cũng sẽ như lồn thôi em ạ. Đừng có quan tâm rồi. Từ từ, có mượn Long Bình nhìn bao 3 tháng nữa em thi đại học. Đợi anh một chút nhé, tại vì anh thì anh không thấy inbox của em. Ok ok, chỗ này đi. Có gì thì tí em có thể comment ở một cái post nào đấy cũ của anh nhé. Long Bình ạ. Thì anh em mình nói chuyện. 3 tháng nữa thì anh cũng không biết là trình độ tiếng Anh của em đang ở mức nào, nên anh cũng không dám khẳng định chắc chắn với em, nhưng mà ok, chúng ta cùng làm việc sớm thì chúng ta sẽ tìm ra cái phương pháp thôi. Quyên Bi Foxy ai hơn? Quyên Bi hơn nhỉ? Ai có thể ăn được Black Murder trong Battle Freestyle? Freestyle bây giờ mình thấy có rất là nhiều người giỏi, nhưng mà mình lại khổ cái là mình lại không theo dõi nhiều về Freestyle nên mình không biết được, nhưng mà mình nghĩ là cũng phải có. Mình nghĩ là như kiểu Rai cũng có thể đấu với Black Murder một trận rất là ghê gớm, hoặc là Hưng Kudo cũng có thể đấu được một trận rất là ghê gớm. Anh nghĩ Dota Plus, anh không chơi Dota, anh ăn hành nhiều quá, anh nản lắm. Long Bình à, anh check inbox chờ cũng không thấy luôn, kiểu thế nào. Solo em. Rồi Chí Dũng, mày vào nick anh kéo anh lên Nova 4 đi. Ừ, anh dạy tiếng Anh chứ. Luyện kỹ thuật trong 8 năm lộ trình á. Nếu mà em theo đúng lộ trình thì em chỉ cần 1 năm thôi. Em cần 1 năm thôi, tại vì anh 8 năm anh vừa 8 năm đến bây giờ cũng gần 10, cũng phải 10 năm rồi nhỉ? Tại vì cái lúc mà anh nói cái câu đấy là từ năm 2016 mà đến bây giờ là năm 2018 rồi, bây giờ là 10 năm rồi. Thì em bắt đầu từ cái em muốn. Có những người bắt đầu từ punchline như Phúc Du, có những người bắt đầu từ vần như Quất Điền, có những người bắt đầu từ flow. Tùy em muốn cái gì, nhưng mà nhìn chung là về cái gì cũng thế thôi. Flow thì quan trọng nhất, khi em muốn làm nhạc thì tập flow đầu tiên, sau đấy tập viết vần. Anh nghĩ thế. Còn tập punchline nó là một cái level anh thấy là tương đối cao, và mình nói thật là phải dùng punchline nó phải có chút năng khiếu, tính hài hước thì mình mới làm được. So I think ok, boost rank free đúng không? Alright, add friend luôn. Ram hay hơn V-Ray? Thực ra thì cái em thấy ai hay hơn đấy là cái cảm nhận của mình thôi. Tại vì cái hay nó không có tiêu chuẩn cho cái gì gọi là hay. Anh chỉ nghĩ đơn giản là anh thì nghe nhạc, anh thích nghe nhạc romantic hơn. Nhưng mà nếu mà xét về kỹ thuật thì anh thấy B-Ray hơn. B-Ray hơn romantic về kỹ thuật. Nếu mà đấu một trận đấu không beat thì anh nghĩ là B-Ray sẽ thắng. Anh nghe nhạc diss cơm sườn đi, em bị hâm à, anh là cộng sản này, anh là bò đỏ nhá. Anh mặc áo Red Bull này, uống Red Bull này, anh là bò đỏ, không bao giờ anh làm việc đấy. Khả năng chơi vần của Quất Điền nó ở... Nó là thằng số 1 Việt Nam chơi vần, không ai hơn nó, khẳng định luôn. Dự án Việt Rap 2018 của Na, anh không biết về dự án đấy. Vậy lâu lắm rồi anh với Na không nói chuyện. Có khi anh chả còn Facebook của nàng. Ở đây cầm kéo của em đây. Romantic xuống ban thì ai hơn? Anh thích Romantic hơn. Anh thích Romantic hơn. Chúng ta thể nói vấn đề gì khác liên quan đến nhận xét rapper được không? Hades với Quất ai hơn? Thằng Quất nó là số 1 rồi thì em đừng hỏi là ai hơn. Nó không ai hơn được nó hết. Tại vì nhá, cái này là anh muốn nói với tất cả những bạn đang muốn nghiên cứu về vần. Nghiên cứu về vần nhá. Nói thật, đó là khi các bạn viết một bài rap, anh nghĩ cái phần này là mọi người nên chú ý này.
cái nội dung này anh nghĩ là mọi người nên chú ý. Khi mọi người viết bài rap nhá, anh không cần biết các em dùng kỹ thuật gì. Việc quan trọng nhất, cái câu của em nó phải có nghĩa. Cái câu của em nó phải đúng ngữ pháp. Nó không bị ép. Nó đúng ngữ pháp, nó có nghĩa. Nó thể hiện rõ được cái tư tưởng của em, cái nội dung em muốn truyền đạt. Câu phải đẹp. Nếu mà là chửi nhau thì câu nó phải có lý lẽ. Tại vì anh thấy có rất nhiều bạn, rất nhiều rapper viết rất nhiều vần, nhưng mà trong đấy có những cái từ anh chưa thấy xuất hiện trong từ điển tiếng Việt bao giờ. Có rất là từ, nhiều từ nó. Và cái câu của bạn ấy, cái câu trước, những bạn như thế, câu trước câu sau nó không liên quan nhau, nó hai nội dung khác nhau. Mà thậm chí cái câu đấy nó cũng lủng củng, nó cũng không đúng ngữ pháp. Thì như thế viết nhiều vần như thế không phải là hay, không phải là tốt. Viết, em viết nhiều vần nhưng cái câu của em nó vẫn phải đảm bảo có nghĩa. Thà em viết một câu vần đơn còn hơn em viết một câu mẹ, một câu đan vần chằng chịt nhưng mà đọc xong đéo hiểu nói cái gì hết. Anh nói thật luôn, đấy là cái quan trọng. Bây giờ mọi người cứ ngồi đếm vần, các bạn ngồi đếm vần, ôi mẹ thằng này rap nhiều vần đấy, thằng này đỉnh. Sau đấy mình đọc lại lyric của nó, đéo hiểu nói cái gì cả. Nó viết một cái nội dung rời rạc, những cái câu thì rất là, câu từ thì ép, xuất hiện những cái từ chả hiểu là cái từ đấy trong tiếng Việt cho đấy để có cái mục đích gì. Thế thì anh, em viết vần để làm gì? Em viết một bài rap để em truyền bá tư tưởng nội dung của em cho người ta. Và em viết những cái câu mà đéo ai hiểu là cái gì cả. Nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nó sai hết hoàn toàn ngữ pháp tiếng Việt. Vậy thì em truyền bá cái gì cho họ? Vậy thì bài rap của em nó có khác gì một tổ hợp những cái âm thanh không? Nó không có nội dung mà. Đấy, cái phần rap của em nó không phải phần rap nữa. Nó là tổng hợp những cái âm thanh được phát ra từ miệng em. Viết vần quan trọng nhất là phải rõ nghĩa, rõ ý, không bị ép vần ép chữ. Và anh nghĩ là về cái đấy thì Quất Điền nó là giỏi nhất Việt Nam, không ai hơn được nó hết. Cho nên là anh nghĩ là sự so sánh nào khập khiễng thôi. Chắc chưa Phúc Du với VTC của Lăng LD cái nào hơn trận đó anh. Đợi tí anh phải tra cái bài VTC của Lăng LD là bài nào. Mình dừng cái bài này lại. Đây, ok, bây giờ mình sẽ phân tích bài VTC. Thực ra nhá, bài Câm Mồm của Phúc Du chính là bài end cái trận beef đấy đúng không? Bài đấy là cái bài gọi là KO rồi, knock out rồi. Bây giờ mình sẽ phân tích một cái đoạn viết rất nhiều vần ở trong cái bài VTC ở Lăng LD và mình phân tích tại sao cái bài đấy nó thua nhé. Và cũng là một cái ví dụ, một cái case study cho cái giải thích của trước, cái phần giải thích trước của mình là về tại sao về cái vấn đề vần. Ok. Mày lại đi theo phong cách hàng, mày có muốn đủ làm cua nhưng rất tiếc là không có càng. Nói thật nhá, thứ nhất này, mày có muốn đu đú làm cua nhưng rất tiếc là không có càng. Thứ nhất, đu đú làm cua nghĩa là sao? Làm cua nghĩa là như thế nào? Theo như tôi biết thì đu đú làm cua tức là sao? Con cua nó có gì đặc biệt không? Tại sao lại đu làm cua? Đu làm vua, ok, tao có thể hiểu. Đu làm mẹ chúa trời, tao có thể hiểu. Đu làm cua, what the fuck? Nhưng rất tiếc lại không có càng. Mình nói thật luôn nha, những bạn nào mà ủng hộ chế độ Việt Nam cũ ấy, nghe câu này xong thì chắc chắn muốn chốt vào mồm thằng nào đọc cái câu này. Câu này không khác gì bóp dài. Không khác gì bóp dài. Thật. Ok. Mày lại đi theo phong cách tạng. Mày muốn đu đủ làm vua nhưng rất tiếc là không có càng. Còn mấy con mà đích không cao, không ở đâu là con có nàng. Right. Không có càng, còn mấy con mà đích không cao. Còn mấy thằng bợ đít hưng cao không ở đâu là không có nàng. Thứ nhất, nàng này là nàng nào? Nếu mà ám chỉ nàng đấy là mình thì nó vô lý. Còn mấy thằng bợ đít ở hưng cao không ở đâu không có nàng, vậy thì cái nàng đấy phải ám chỉ mấy thằng bợ đít. Đấy là theo đúng ngữ pháp Việt Nam luôn chứ không phải ám chỉ hưng cao. Cái này học tiếng Việt cấp 1 là biết. Mà mấy thằng bợ đít thì
Mấy thằng bợ đít nó là số nhiều đúng không? Nàng lại là số ít. Come on. Seriously. Nếu mà đây là học sinh của mình ấy, mà nó học môn tiếng Anh của mình ấy, chắc là mình sẽ thu tiền một tháng tiền học của nó, và sau đó mình không dạy được buổi nào, tại vì đấy là tiền cho mình chịu đựng. Không ở đâu là con bên nè. Rồi, đây. Đây là cái đoạn này, kinh điển. Rap thì như là múc tu đốt rác mày húc mu của con bèn là xúc tụ. Đây. Rất là nhiều vần. Xúc phúc du rác như là múc cu đốt rác mày húc mu mấy con đàn là xúc tu. Tôi hỏi cái bạn viết cái câu này, các bạn biết cái từ xúc tu nghĩa gì không? Mấy con đàn bà xúc tu là mấy con đàn bà gì? Xúc tu là cái vòi, đúng không? Cái vòi con bạch tuộc nó gọi là cái xúc tu. Mà xúc tu nó viết là X nhá, không phải viết là F nhá. Mấy con đàn bà xúc tu là mấy con đàn bà gì? Làm đéo có nghĩa câu này, đấy ok, rất là nhiều vần đấy, nhưng mà đọc xong cái câu này đéo có nghĩa cả. Mình nói thật luôn, nếu mà các bạn nghĩ là viết nhiều vần nghĩa các bạn đỉnh ấy, thì các bạn đéo rap một con chó đâu, con chó nó gâu 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 ấy. Câu lồn nào của nó, con chó sủa nó cũng vần luôn. Nếu mà các bạn cứ nghĩ viết nhiều vần ấy là hay mà đéo cần có nghĩa ấy, các bạn đéo giờ rap một con chó hết. Con chó nó vần hơn các bạn nhiều. Ok. Con đàn bà xúc tu là con đàn bà gì, giải thích đi. Xúc tu, mở từ điển tiếng Việt ra, tra xem xúc tu nó là cái gì. Không biết nghĩa của từ vẫn dám dùng, nói một câu vô nghĩa. Vậy thì cái phần rap của bạn có khác gì tiếng chó sủa không? Khi nó đéo có nghĩa, nó không khác gì. Bạn đéo vần bằng những cái tiếng vỗ tay của mình đâu. Tiếng mình vỗ tay lúc nào bẹt 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 này, mình còn vần hơn bạn nhiều cơ. Ok. Tiếp. Rốt nát tao rap một năm còn hơn tổ chức mày cúc cu. Tổ chức mày cúc cu, địt mẹ cúc cu là cái gì? Cúc cu là tiếng con chim nó kêu. Ok. Tao rap một năm còn hơn tổ chức mày cúc cu. Cái địt mẹ. Địt mẹ. Xúc vật chứ phải người á. Phải cờ lồn á, địt mẹ đéo hiểu. Tôi cảm thấy thất vọng với giáo dục, tôi dặn thất vọng vãi lồn giáo dục Việt Nam luôn. Giáo dục Việt Nam nó là một cái sự thất bại vãi cả lồn. Khi tôi đéo thì hiểu sao đến bây giờ, năm 2018 rồi đồng bào của tôi vẫn đéo biết chữ. Oh shit. Oh, what the motherfucker fuck. Wakanda is this shit. Không tô xích nhưng mà với tư cách là một giáo viên, tôi cảm thấy lo ngại tương lai nước nhà. Chúng ta đang nghe phần rap của Mầm Non Đất Nước. Mầm Non Đất Nước ở đây sao mà à. Câu tiếp theo. Tao lại cho mày chút xu mấy con giòi bỏ nhúc bu. Tao lại cho mày chút xu nghĩa sao? Cho mày chút xu. Cho mày chút xu nghĩa thế nào? Nghĩa là cho bọn tao ít tiền á. Su, what the fuck, cho bọn mày chút su tức là sao? À cho tía cho một chút, cho mấy đồng xu đúng không? Cái từ chút này nó là từ đi với danh từ không đếm được. Su đếm được bạn ạ. Đéo ai nói chút su cho mấy đồng xu. Chứ đéo ai nói cho chút su. Chứ không có từ này, không chứ không có chút tiếng Việt. Mấy con giòi bọ nhúc bu. Nhúc bu là gì? Mấy con giòi bọ bu, ok hiểu. Mấy con giòi bọ lúc nhúc, hiểu. Mấy con giòi bọ bu lúc nhúc hoặc là lúc nhúc bu, ok. Nhưng mấy con giòi bọ nhúc bu thì nó đéo có nghĩa gì hết, ok. Lúc nhúc là một từ ghép, một từ láy. Lúc nhúc nó mới có nghĩa. Còn khi mà bỏ ra ấy, cái từ lúc nó lại có nghĩa khác, từ nhúc nó lại có nghĩa khác, ok. Các bạn lấy một cái từ nó hoàn chỉnh nghĩa ra, bạn chặt nó làm đôi ra và bạn nghĩ nó vẫn giữ nghĩa như thế, no. Cái này mình nghĩ là các bạn đọc là các bạn hiểu mà. Ok. Này hả? Bể phốt. Ok.
Họng mày đầy bả. Họng đầy bả thì sao? Bả là cái dùng để đánh chết người mà. À để đầu độc đúng không? Do họng đầy bả thì nó liên quan đến gan giọng. Ok. Mình thấy câu này thì mình vẫn có thể hiểu được, nhưng mà nghe nó như là bởi phố hay là do họng đầy bả. Rapper thư sinh mắc kính mà tính làm gangster. Rapper thư sinh mắc kính mà tính làm gangster rap. Mày căng nhờ cáp, lo đó mà măng chờ tháp. Thứ nhất, gangster rap là gì hả các bạn? Gangster rap là bạn rap về đời gangster đúng không? Bố mày bắn súng, bố mày buôn ma túy, bố mày dẫn gái đúng không? Mình nghĩ là nếu mà như thế ở Việt Nam gần như không có gangster rapper đâu. Không có gangster rap đâu. Tại vì các bạn nghĩ là các bạn đi lấy hộ mấy gói cần ấy mà các bạn là gangster ấy. No. Mình cũng đi lấy ma túy hộ bạn. Vậy là mình cũng là gangster à? Không. No. You don't live that life, man. Bạn không sống cái cuộc đấy đâu. Bạn không sống cuộc sống đấy đâu. Theo như mình biết thì có rất nhiều bạn nghĩ mình là hustler, đi lấy cần về bán, lấy hộ thằng bạn cũng tự nhận là hustler. No, you're not. Thôi, bỏ qua về vấn đề nội dung đi. Rapper thư sinh mắt kính mà tính làm gangster rap. Mày căng nhờ cáp. Căng nhờ cáp là sao? Thằng Phúc Du nó căng nhờ cáp à? Cáp này là cáp gì? Tại sao lại nói nó căng nhờ cáp? Cái gì mà căng? Nó căng nhờ chất giọng, nó căng nhờ lyric, nó căng nhờ quen biết của nó. Nhưng mà nó căng nhờ cáp. Tại sao lại thằng Phúc Du nó liên quan gì đến cáp? Nó có phải làm ở VTV đâu mà bảo nó đi lắp truyền hình cáp. Câu này không có nghĩa. Ok. Lo học ở đó mà măng chờ tháp. Từ từ nhá. Từ từ mình phải xem cái này có đúng là chữ măng không hay là do mình nghe nhầm. Phải càng giọng như này á. Nghe nó như là bởi phố hay là do họng đề bá. Rapper tự sinh mắc kính mà tính làm gangster rap. Mày căng nhập gáp lo học ở đó mà măng chờ tháp. Măng chờ tháp. Thế mình hỏi là măng chờ tháp là cái gì? Lo học ở đó mà nằm mơ. Lo học ở đó mà nói nhảm. Nhưng mà lo học ở đó mà măng chờ tháp thì là như nào? Tại vì đằng sau chữ mà nó phải là một động từ đúng không? Măng đéo phải là động từ, măng nó là danh từ. Mà măng chờ tháp, cái măng, măng nó chờ cái tháp, măng và tháp là hai cái không liên quan đến nhau à? Măng chờ tháp, măng và tháp, măng là cái cây, tháp là cái công trình. Măng chờ tháp, cái cây nó chờ cái công trình, tức là sao? Cái măng nó có thể chờ cây tre, măng chờ tre, ok măng nó chờ mọc thành tre, mình có thể hiểu măng chờ tháp. Tin mình đi, mình có thể sỉ nhục các bạn từ bây giờ đến sáng ngày mai mà các bạn đéo bao giờ nói lại với mình. Nghiêm túc đấy. Các bạn thấy mình im lặng rất là lâu. Gần như là mình không nhận xét gì mấy về mấy vấn đề đấy. Trong những cái vụ beef này, mình đứng đằng sau đúng không? Mình nghe ngóng thôi, mình nhìn các em thi đấu, góp ý cho các em. Mình cũng chả nhận xét gì các bạn. Nhưng mà đôi khi các bạn nên biết vị trí mình ở đâu. Tại vì nói thật luôn, ngồi phân tích ấy, mình có thể sỉ nhục các bạn từ bây giờ đến tuần sau luôn, mình vẫn sỉ nhục được các bạn. Tiếp nha. Mình cảm thấy IQ mình đang tụt dần này. Chắc là mình sẽ phân tích vài ba câu thôi. Nhiều vần đấy nhưng mà đều có nghĩa. Đó mà hoàng chợ tháp. Ừ, tè Wu-Tang Clan. Wu-Tang. Chẳng có mày thì chẳng phải cố. Wu-Tang. Wu-Tang Clan. Có thằng chứng dây. Wu-Tang. Wu-Tang Clan. Sập cầu dao cũng đéo có sao vì tao là máy chủ. Mình hỏi bạn nhé, thì mẹ cái máy chủ nó cắm vào điện à? Thì cái máy chủ là nó chạy bằng gì? Nó chạy bằng điện à? Đúng không? Nó chạy bằng điện đúng không? Thế mà sập cầu dao mà máy chủ đéo tắt à? Thì mẹ bạn giỏi vãi lồn. Thì mẹ mình thề luôn. Bọn NASA phải mời bạn về vì bạn nghĩ là cái máy chủ đéo cần cắm điện, sập cầu dao đéo sợ tắt. Địt mẹ giỏi vãi lồn, địt mẹ đồng bào tôi giỏi vãi lồn. What the fuck, tại sao tôi sống chung trong đất nước của những người đồng bào, địt mẹ mới đỉnh vãi lồn này. NASA đéo mời Lăng LD về, địt mẹ nó làm cái tội ác. Nó là một cái tội ác. Nó là tội ác chúng ta, mẹ. Một like vì Lăng LD nghĩ ra cái máy chủ đéo cần cắm điện, sập cầu dao đéo sợ tắt. Wow. Amazing.
Trí tuệ đồng nào là đây? Yeah. Tôi nghĩ là bộ giáo dục nên phải có chính sách. Tiếp theo, Westside là miền Tây, Wu-Tang ở miền Đông nhá. Wu-Tang Clan đó ở miền Đông là một ban nhạc huyền thoại. Họ ở miền Đông, họ không ở Westside à. Ừ. 2015 MCU comment nhạc tao đéo. Nghiêm túc thì mình không nhớ là mình có comment hay không, nhưng mà khi thời điểm bạn ra bài này là năm 2017, tức là 2 năm bạn vẫn nhớ là mình đã comment. Cảm ơn bạn đã dành tình cảm đặc biệt cho mình. Vì vậy, tại vì mình thề luôn, 2 năm mình comment thì thằng nào hay thằng nào comment mình còn đéo nhớ luôn. Nhưng mà 2 năm bạn vẫn nhớ mình đã comment bạn, mình nghĩ là mình không biết phải làm nào đáp lại cái lòng yêu thương này của bạn nữa, cái thịnh tình này. Wow, amazing. Thất thu mãi mãi tiền téo. Ê, yo, câu này hay này. Giờ tới fuck you, gặp tao thất thu, mặt mày mếu máo, chèm nhẹp. Ok, mình vẫn hiểu câu này. Ôi trời, flow mày khác gì loại. Thiệt tình chị 2 năm tấn. Ôi trời, flow mày khác gì loại. Đàn bà rủa, thiệt tình chị 2 năm tấn. Cứ quên cho tụi nó ăn là sủa. Cứ quên cho chị ăn là sủa. Thiệt tình chị 2 năm tấn. Cứ quên cho tụi nó ăn là sủa. Tuyệt tình chị 2 năm tấn, cứ quên cho tụi nó ăn là sủa. Chị 2 năm tấn thì cái này là một cái từ để chỉ Thái Bình. Ok, rồi mình hiểu câu này. Chị 2 năm tấn, cứ quên cho tụi nó ăn là sủa. Chưa chắc đủ đồ nên ăn. Thủ đô cần lăn xê ra chuỗi. Cất giọng xin tin. Chưa chắc đủ đô nên ắt thủ đô cần lăn xê trà rũa, chất giọng sting, trà chất giọng xì tin, trà sữa. Chưa chắc thủ đô nên ắt à chưa chắc đủ đô nên ắt thủ đô cần lăng xê trà rũa, chất giọng xì tin, trà sữa. Mình sẽ cho qua câu này, mình không đủ IQ để hiểu. Ok, mẹ đang chơi. Mình đang chơi bài đó. Game mà ủa. Cho mày về trước Tết mùng thân năm 198 của. What the fuck? The fuck is this shit? Tết Mậu Thân là năm 68, còn năm 86 là năm Bính Dần. Ok. Năm 68 thì có cái sự kiện là Mậu Thân. Năm đấy là quân đội mặt trận giải phóng có tiến công quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là một cái chiến dịch mà không được thành công.
Tuy nhiên thì có đạt được một vài mục đích chiến lược của miền Bắc. Tuy nhiên thì về cơ bản thì đấy là một cái chiến dịch mà miền Bắc mình đã thua, miền Bắc, người miền Bắc đã thua. Tiếp. Tụi mình đang chơi bài đâu khen mà ổ. Cho mày về chúc Tết mậu thân năm 1986. Cổ chồng công vợ lương con, được đưa ba người trở về chỉ còn cái lương tâm. Của chồng công vợ lương con, đi được ba cái buổi chợ về chỉ còn cái lương tâm. Câu này không hiểu là có diss gì Phúc Ngu không, mình thấy là nó không liên quan lắm đến nội dung diss. Lương tâm được thì nó đem chặt ra hầm với rau muống luộc rồi thêm thầm là ngon cùng. Hay câu này đọc về hay quá. Mày nói mà không chịu nói, không tao đã sơn bố thấy rapping văn tu lộn y chết nhờ tập cố ý mày bảo xin măng chứ cứ được còn trầu trực dù qua ai chi lăng lần nấu cũng đẹp đeo dâm lớn sách thả phương vào đất miền Nam cầu thật. Câu này vãi lồn đỉnh này. Huy động tặng mày bao xi măng trước cuối đời còn trầu trực. Vượt qua ải chi lăng lần nữa cũng dám lách. Đeo dám lách sát ra xuống ở miền Nam cầu thực. Ải chi lăng ở Lạng Sơn. Nó đéo ở miền Nam. Chi lăng ở Lạng Sơn. Lạng Sơn hay là đâu đấy miền Bắc mình không nhớ lắm, nhưng mà definitely đặc biệt nó không phải ở miền Nam. Wow, các bạn đã thấy cái sự các bạn thấy không, hip hop không dễ đúng không? Hip hop nó là một nghệ thuật, nó là khoa học, nó cần sự nghiên cứu đào sâu. Bạn không thể viết bất kỳ thứ gì bạn muốn chỉ vì đơn giản nó vần và sau đấy người ta đọc xong người ta cười. Cầu thật rồi có gì đâu, trời phú cho tài sắc trong vẹn toàn là chủ đề mấy em hay cà phê và hẹn vàng. Mấy công ty giải trí muốn cho người tao đeo ngàn vàng, nhưng mà vẫn là đánh đi tình báo về công tổng bộ Việt Nam. Sau 9 giờ đêm nay hip hop vào tâm bảo, may mắn nên mày hôm nay chết vì kiệt tác. Khi trường xa đây cán bộ nghe tao rap của cành đảo. Sùng vãi luôn. Đi thuê sập cầu dao máy chủ đéo sập vãi luôn thật. Địt mẹ bây giờ biết được có cái máy chủ đéo cắm điện. Wow. Con đang sỉ nhục mấy con súc vật, ngài đợi con tí. Chai khô. Ải Chi Lăng nó ở miền Bắc nha các bạn. Nó ở miền Bắc đấy, đọc lại sách lịch sử đấy. Cho nên là mình nghĩ là mọi người đã thấy được cái sự khác biệt khi mà các bạn viết nhiều vần với cả cái việc là viết vần hay, nó khác biệt nhau như nào, đúng không? Các bạn viết nhiều vần không có nghĩa là bạn cái vần của bạn hay, cái bài của bạn hay, cái bài nó phải có nghĩa và không để người ta ngồi người ta bẻ lại, thực sự là thế. Cái vụ này nó cũng qua lâu rồi nhưng mà thì mình ấy thôi, mình gọi là mình không có ý gì cả, chỉ là một cái reaction một cái reaction thôi. Thì hy vọng là không có bạn nào nhạy cảm, tại vì các bạn nhạy cảm thì các bạn đéo làm gì được mình đâu mà. Chúng ta ghét nhau thì chúng ta sẽ ghét nhau cả đời thôi các bạn ạ. Cho nên là thoải mái đi, các bạn cứ chửi mình thoải mái cũng được, mình vẫn chửi các bạn đều thôi. Ok. Bật câm mồm đi anh, thôi anh không bật bài đấy đâu, bật bài đấy đau đầu á. Nghe nhạc Phúc Du thì chung là bài đấy nó hay, nhưng mà cá nhân anh thì anh thấy bài đấy kiểu vì nó rất là heavy, nó rất là nặng, cho nên là có thể nhiều bạn sẽ thấy nó không có tính giải trí khi nghe. Thì đây là một cái điểm cần lưu ý, là khi giống như DVD đã từng phân tích cái này rồi, cái này mình nói lại,
là khi bạn làm ra một bài diss thì bạn sẽ hướng tới cái gì? Bạn hướng tới sự ủng hộ của khán giả hay là bạn hướng tới việc sỉ nhục đối phương? Rất khó để các bạn đảm bảo cả hai yếu tố đấy. Có thể làm được nhưng khó, đúng không? Các bạn cần bỏ nhiều công sức. Với cái bài câm mồm thì Phúc Du đã tập trung vào ý vào cái yếu tố sỉ nhục đối phương hơn là yếu tố giải trí. Cho nên là với những người nghe bình thường thì sẽ nghe sẽ thấy ok, thằng này đỉnh, thằng này khủng ấy, nhưng mà tao sẽ không muốn nghe nhiều lần cho lắm, tại vì nghe nó rất là nặng. Nghe nó giống kiểu là nghe heavy metal ấy, những bạn là nghe không quen nghe rock thì thấy rất là nặng đầu như thế. Còn bài của Lăng Eldy thì công bằng mà nói thì mình thấy catchy, rất là thú vị, tức là nghe xong mình cũng thấy muốn lắc lư quẩy theo. Cái hướng bạn đấy thôi, cái hướng các bạn hướng tới. Nhưng mà theo mình thì mình nhận thấy là khi đã battle this thì sự ủng hộ của khán giả chỉ là tạm thời, chỉ là tạm thời. Sau khoảng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng có thể là lượng view bạn rất là cao đấy, nhưng mà khán giả lúc đấy họ đã qua cái thời kỳ họ chịu cái sự ảnh hưởng bởi cái nhạc hay, lúc đấy họ bắt đầu ngồi phân tích. Thì về lâu về dài, những người mà tập trung vào lyrics, về chuyên môn tấn công đối phương sẽ được ghi nhận hơn là những cái bài mà chỉ tập trung vào tính bắt tai. Mình nghĩ là như vậy. Mình không phải là người giỏi làm nhạc, nhưng mà mình là người giỏi về việc phân tích battle. Thì mình thấy là như vậy. Reaction bài phán xét không? Bài phán xét thì anh chả gì react cả, bài đấy anh thấy nó khá là hoàn hảo. Còn reaction phán xét anh không react thì bài đấy cả. Bài đấy nó không có lỗi, ngồi react nó không vui. Phải react cái gì đấy nó buồn cười. Nó buồn cười chứ còn anh không ngồi đêm, anh ở nhà. Bây giờ anh nói thật là nếu mà để nghe ấy, mà vừa đảm bảo kỹ thuật nghe sướng mà vừa đảm bảo giải trí thì nghe Skyler nghiêm túc luôn. Nghe Skyler giống như kiểu damn man. Khi bạn nghe bài Skyler chửi mình, bạn vẫn muốn nghe cái bài đấy. Cái này nghiêm túc, không phải troll đâu. Nhạc Skyler nó rất là đặc biệt. Rồi, Pink Guy, anh không thích Pink Guy. Liên hoàn diss. React vậy, check tao rồi, Mr. Cười. Ok. Thôi, thẩm thấu mấy bài Skyler nghe hết rồi. Mini show anh tính khoảng tháng 5 nhá, tháng 5 hoặc tháng 6 tùy mọi người. Và nhìn chung là dạo này anh chuyển sang nghe dòng nhạc chợ. Anh đang thích Châu Khải Phong Idol. À, Funky MC không có gì để react cả. Những cái bài mà nó rất là chuẩn chỉ như thế thì anh không có gì để react, tại vì mình nghe mình thấy cool, hay lắm, câu này hết. Thế thôi, mình phải có cái bài gì nó đần độn cơ mình mới react, mình mới vui. Thế thôi, nó mới vui. À, mini show thì ok, nói trước rồi nhá, tại vì anh cũng sợ nói trước bước hôm qua, nhưng mà khoảng giữa năm thì anh trước diss anh muốn làm một cái show nhỏ thôi. Thường thì mọi người biết đến RVP nói chung hay là Disneyland nói riêng là những rapper kỹ thuật, đúng không? Rap cái dòng nhạc rất là hardcore và dòng nhạc battle, diss đủ các thứ. Nhưng mà cái show đấy nó sẽ là một cái show mang tính chất sâu lắng hơn, hát về những cái nội dung về cuộc sống và tình cảm, về tình yêu, nó nhẹ nhàng. Tại vì chúng ta không thể cứng 24/24, đúng không? Sẽ có những lúc chúng ta sống với cái mặt mềm yếu của mình, cái mặt tình cảm của mình. Thì show đấy sẽ có DVD, với những DVD Crip Pop D này, đội Thanh Xuân Wolf này, Hoàng Tuấn và Quất Điền, bộ đôi Dùng Vần, những cái ca khúc rất là cảm xúc. Và yeah, một vài bài mới của anh. Thế đó. Phổ độ 2 á, bao giờ anh viết xong? Order out this thì em chỉ cần inbox page MCU là có thể order được. Nhưng mà hiện tại thì bọn anh hết áo rồi. Anh chửi Phúc Du ấy, đi mẹ Phúc Du. Phúc Du bệnh lắm, nếu mà các em biết
Em biết tại sao Phúc Du nó gọi là có miệng lưỡi tốt rồi đấy không? Các em lên mạng ấy, đào một vài tài liệu dạy về tách đá lưỡi với cả các bạn sẽ được như vậy. G5R dạo này anh nghe G5R anh thích cái bài bài gì nha, cái bài gì nổi ấy nhỉ, về miền Tây. Tổ chức sau thi đại học, sau thi đại học thì bọn anh sẽ làm diss, bọn anh làm diss diss 6 em ạ. Thì mọi tức là cái show đấy cũng nhỏ mà mọi người có thể thích thì mọi người đến, hy vọng mọi người đến mua vé ủng hộ. Cái show đấy nếu mà lại phục vụ để làm diss thì hy vọng mọi người sẽ đến ủng hộ thôi. Nó cũng chỉ là một buổi tối thôi, nó giống như một buổi tối mọi người đi uống cà phê nghe nhạc bên ngoài thôi mà, nó cũng nhẹ nhàng thôi, cũng không phải food war của GVR. Ok, hôm nào đấy anh sẽ react, anh phải nghe trước anh mới react được. Food war, ok. Cái gì đây? Hoàng Nguyễn Quang Bách, cái gì đây? Cái gì đây? Sẽ ra thì lỗ đít hưng là sao? What the fuck man? À, dạo này đồng bào mình buồn cười. Bao nhiêu một vé? Anh nghĩ là nó cũng cỡ vé của diss thôi. Không. Sorry mọi người, anh không biết tắt. Anh là người mù công nghệ. Pop đi không nhận tài đấu với TVT à? Oh man, seriously. Ok, chắc là ok, anh sẽ nghiên cứu cách tắt cái của nợ nhá. Anh sẽ tắt cái của nợ đấy đi sau vậy. Blacker rất là đỉnh, ok, đỉnh. Quay trở lại việc TVT và Pop đi không nhận đấu à? Anh sẽ thử tìm cách thuyết phục Poppy, tại vì cái trận đấu giữa Poppy và TVT anh muốn hướng tới nó là một cái trận giải trí rất là vui vẻ giữa hai người. TVT là một người theo phong cách khá là vui và funny, Poppy cũng là một người có cuộc sống vui funny không kém. So anh nghĩ là hai người đó gặp nhau sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời. Ghét một thằng như ta, ôi bài đấy anh bắn PUBG với Double S với HH đã hát suốt. React King of Ram Hades à, được rồi, ok sẽ react bài đấy sau nhá. Anh là nghĩ ok. Anh ơi em yêu đơn phương nó 3 năm rồi mà không dám nói, lỡ rượu say không đưa được nó về thì làm sao anh? Anh nghĩ là em thích thì em phải nói, đúng không? Nói ra đi, em thích em phải nói. Đừng send nude á. No. Em thích thì em phải nói, tại vì ở anh không biết là ở các em tuổi bao nhiêu nhá, nhưng mà anh có một quan niệm là không đặt cược vào tình cảm của những bạn gái cấp 3 và bạn trai cấp 3. Không tin những lời hứa của không tin những định lý khẳng định về tình yêu của những người dưới 25 tuổi. Anh có học một ông thầy dạy triết học đấy, ông ấy nói đấy, con gái cấp 3 nó giống như là cỏ. Gió thổi phát là đổ rạp luôn. Nó gió ngừng thổi phát là đứng dậy. Gió đang thổi nhưng mà có cơn gió mạnh hơn, nó thổi thì nó lại nghiêng theo cái cơn gió mạnh hơn đấy. Đó. Thì con gái hay con trai ở cái tuổi đấy nó không kiên định, nó dễ tình cảm, nó dễ bị lung lạc. Con gái sau khi đã lớn, có thể là lên đại học hoặc trên 25 tuổi đã đi làm chẳng hạn, thì nó lại giống như cây tre, có rất là nhiều người theo đuổi. Gió chiều nào nó cũng nghiêng, nó chỉ nghiêng thôi, nó nghiêng theo tất cả mọi chiều. Anh nào thả thính em cũng em nghiêng rất là nhiều chiều. And then sau đấy thì nhưng mà nó chả đổ với ai cả. Nhưng mà một khi nó đã đổ ấy, là nó gãy gập thân luôn, đổ hẳn luôn, đổ không đứng dậy luôn. Thì đấy là con gái sau khi họ đã trưởng thành. Thì như vậy. Cho nên là ở cái tuổi của em, anh nghĩ là chắc là cũng đang học cấp 3 hoặc cùng lắm là mới đại học thôi. Thì mạnh dạn tỏ tình, đừng ngại, cứ tỏ tình đi, tấn công mạnh vào. Em phải làm cơn gió mạnh, em phải làm cơn gió mạnh thì ngọn cỏ đấy mới đổ theo hướng của em. Đấy. Em mà là cơn gió yếu là nó đứng dậy ngay, nó đổ theo cái cơn gió mạnh hơn ngay. Yeah. Ok. Có bạn nào vừa nói gì về tình yêu cũ nhỉ? Nhanh quá, trôi nhanh quá, chưa kịp kiểu. Anh rap love. Anh có người yêu chưa? Anh mới bị người yêu bỏ. React bài MC Watt. Anh nói thật nha, anh mà react bài đấy thì anh chỉ sợ là bên 7LD ghét anh thôi. Tại vì nói thật là cái chuyện beef đấy nó qua rồi, và bản thân anh với bên đấy thì đang quan hệ rất là bình thường, cũng giống như là
là anh với ICD, anh cũng có mời ICD đến đấu ở Dis mà ok ICD bận. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh react bài đấy thì nói thật ra là có nhiều, có cũng đây cái này chia sẻ thì cũng có đợt đấy không phải anh không muốn rap, nhưng mà thứ nhất là khi đợt đấy anh, khi anh không 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 tức là đợt đấy nó xảy ra một cái chuyện cho anh không nhắc lại nhá, nhưng mà nó xảy ra một cái chuyện khiến anh rất là giận, thì anh không nói chuyện với bất kỳ ai bên đấy cả, anh block hết, anh chặn hết những cái đường anh thấy. Thế đến cái lúc mà anh thấy ra cái bài đấy thì nó đã một tuần rồi, cái bài đấy nó ra được năm hay là một tuần ấy, năm ngày hay một tuần ấy, anh thấy nó muộn quá rồi, bây giờ mình có rap thì cũng không hay, nó giống như kiểu là kiểu mẹ ông om lâu ấy, ông chờ ông om lâu để ông rap ấy, thì anh thấy không hay nên anh quyết định không rap nữa. Cái thứ hai là vào cái thời điểm đấy thì cũng có một bạn, anh không nhớ bạn đấy tên là gì, Tuân Dương hay là gì đấy, anh không nhớ lắm, không nhớ, thì bạn ấy cũng có nói là bên em cũng kiểu gọi là muốn giao lưu thôi chứ cũng không có ác ý với phía bên anh, và ừ thì ok mình hiểu thì thôi. Anh cũng nghĩ là thứ nhất là mình rap là nó cũng rất là dở, tại vì nó lâu ngày quá rồi, nó một tuần rồi mình rap nó không hay. Thứ hai nữa là người ta cũng có lời thì anh cũng không muốn căng thẳng. Hoàng Dương, ừ anh không nhớ lắm mà anh bị dạo này anh hơi óc chó. Mối quan hệ mập mờ không là người yêu cũng không là bạn bè. Mối quan hệ mập mờ không là người yêu không là bạn bè. Mắc inbox chiều anh không, mắc không inbox với anh. Mối quan hệ không phải là người yêu không phải là bạn bè thì nó là một mối quan hệ. Oh shit. Nếu mà em đang ở trong mối quan hệ như thế thì thứ nhất là anh chúc mừng em, vì nếu em không phải là bạn thì em sẽ không bị vào friend zone, đúng không? Chúng ta không thể mắc trong friend zone nếu chúng ta không phải là friend. Yes. Còn nếu mà nó cũng không hẳn là người yêu thì em có hai hướng, nếu mà em cảm thấy em đủ tình cảm thì em cố gắng tiến tới bạn ấy như nào. Còn anh nghĩ là với một bạn trai hay một bạn gái mà họ thích có những mối quan hệ như thế thì cái sự chung thủy của họ anh không nghĩ là cao, thì mình nên cân nhắc. Tại vì đôi khi khi em không yêu được một người em sẽ rất là buồn, nhưng mà điều buồn hơn là em yêu người đấy rồi sau đấy người đấy không như những gì em nghĩ, hoặc là người ấy đem lại cho em những cái đau khổ khác, lúc đấy mình khổ hơn rất là nhiều. Baby can real, người thân của mẹ rồi. Nice. Anh nói ICD V-Ray ngang nhau không phải ăn ICD nghĩ không phải. Anh nghĩ là tùy thời điểm thôi, tức là nó giống như phong độ ấy, có những thời điểm mà Messi giỏi hơn Ronaldo, có thời điểm Ronaldo giỏi hơn Messi, ICD V-Ray như thế. ICD có những thời điểm giỏi hơn V-Ray, có V-Ray có thời điểm giỏi hơn ICD, nhưng mà anh nghĩ là vào cái thời điểm anh nói câu đấy thì ICD ngang B-Ray và thậm chí là còn nhỉnh hơn. Và tất nhiên là bây giờ thì cả hai người đều đang có những dự án riêng, hai người luyện tập như thế nào không biết, đúng không? Thì anh không nhận xét. Giả sử bây giờ rapper động tới cách anh dạy rap cho những người học trò anh coi là con cưng thì sao? Anh nghĩ là cũng không người ta sẽ chẳng động được cái gì đến anh cả, tại vì cái cách anh dạy rap cho với những cái người như thế nó, em thấy đấy, những cái người mà có chịu ảnh hưởng của anh họ đều đang rất thành công. So anh nghĩ là cái cách hướng dẫn của anh nó cũng có kết quả tốt, thì anh nghĩ là sẽ không ai động gì đến anh, anh nghĩ thế. Còn nếu mà họ nghĩ là cái cách của anh không phù hợp và họ có cách tốt hơn thì chúng ta hãy chứng minh bằng việc là những đàn em của ai giỏi hơn, anh nghĩ thế. I think so. Biết trước đây giữa Ram B-Ray, anh thì anh lyric thì anh thích Ram hơn, còn nhạc thì anh thích B-Ray hơn. Trời ơi, MC Pew. Được, Lê Đức cái chữ này 1K hiểu không? Khó lắm em ạ. Tự diss bản thân như Jay-Z Kid ngầu VL anh ạ. Anh không biết Jay-Z Kid có diss bản thân bài nào. Diss nó tự diss bản thân mà ngầu mà chất thì chỉ có DSK thôi. DSK có tự xử thôi, ngầu. Ok. Choi đỉnh ngang Phúc Du à? Anh nghĩ là Choi nếu mà xét về kỹ năng thì nó yếu hơn Phúc Du. Choi nó hơn Phúc Du về
performance. Nó hơn Phúc Du performance. Còn về lyrical thì nó không bằng. Choi không bằng Phúc Du về lyrical, nhưng mà hơn về performance. Anh nghĩ sao DSK? Anh trước đây thì anh cũng có nghe nhạc DSK, có một vài bài anh thích. Còn nói chung là anh thấy anh không thích cái quan điểm sống của ông ấy lắm. Khác nhau quá. Anh không thích quan điểm sống DSK, anh không thích màu nhạc DSK. Còn tất nhiên có những bài anh thích. Còn cái chuyện chửi nhau thì nó là chửi nhau vào cái lúc đấy thôi, bây giờ thì hết rồi. Cũng kệ, chả nhắc gì đến nữa. Phát triển battle rap miền Nam. Cái này thì cái này mình nói nhá, thì hy vọng là có bạn miền Nam nào mà nghe được thì bỏ qua cho mình. Đây là cái suy nghĩ của mình thôi. Mình cảm thấy thế, nó liên quan đến battle rap thì mình nghĩ là đây là cái suy nghĩ, đây chỉ là cái suy nghĩ của mình. Thì nếu mà có không phải thì các bạn miền Nam thông cảm cho mình thì coi như là bỏ qua nhá, coi như là mình nói linh tinh. Thì đây là suy nghĩ của mình, cảm nhận của mình thì mình cảm thấy là người miền Nam đầu óc suy nghĩ rất là nhanh, rất là nhanh. Bằng chứng là họ freestyle rất là giỏi. Tuy nhiên người miền Nam lại theo mình thấy thì hơi lười trong chuyện chịu khó ngồi một chỗ và cày sâu. Mình nghĩ là thế. Tại vì mình đã từng định tổ chức ở trong miền Nam, đợt đấy là có Derby với cả Phúc Si rất là hứng thú với cái chuyện đấy và muốn cũng có. Mình cũng có ngỏ lời bên Infamous là nếu mà có gì anh làm thì chắc là phải nhờ các em giúp. Thì bên Infamous cũng rất là đồng ý, nhưng mà tuy nhiên thì anh thấy không có nhiều bạn quan tâm đến vấn đề đấy lắm. Và sau khi anh có hỏi một vài người bạn của anh trong miền Nam thì các bạn ấy nói là các bạn thích freestyle tại vì nó đơn giản. Nhiều bạn thích freestyle vì nó đơn giản hơn và nó nhanh hơn, nó không cần phải chuẩn bị nhiều. Còn battle không biết thì các bạn phải ngồi viết, mà kiểu đa số các bạn cũng không phải bạn nào cũng có thời gian và không, hoặc là không bạn không phải bạn nào cũng sẵn sàng dành nhiều thời gian để tập trung viết và học thuộc thì nó sẽ hơi khó phát triển. Thì anh nghĩ cũng đúng, thì đúng là freestyle thì nó đơn giản, dễ chuẩn bị hơn. Với cả người miền Nam thì đầu óc nhảy số nó nhanh, tức là họ cái phản xạ người miền Nam nghĩ nhanh thì nó phù hợp hơn. Thì còn cái việc battle kia là phải ngồi viết, phải đầu tư thời gian thì chắc là nó không phù hợp với cá tính người miền Nam lắm. Anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ là thế nhá. Còn nó nếu mà không phải như thế thì các bạn miền Nam bỏ qua cho mình. Ok. Còn đây là mình nghĩ như thế. Thì mình nghĩ là nếu mà nó đã là tính cách của một khu vực thì cũng khá là khó thay đổi. Nhưng mà hy vọng là nếu các bạn mà có cái tình yêu thực sự với battle rap và sẵn sàng theo đuổi nó thì việc mình bỏ ra một ngày một chút thời gian để viết một chút, nó cũng, mình nghĩ là cũng không phải là quá quát, đúng không? Mình nghĩ là được. Hy vọng là các bạn sẽ yêu nó. Mình yêu nó mình mới có kiên nhẫn, không giống kiểu mình yêu một cô gái có thể theo đuổi cô ấy 1 năm 2 năm chỉ vì mình yêu cô ấy mà chả đã nhận được gì mình vẫn theo đuổi. Fan ở miền Nam thì khá là nhiều. Tất nhiên nó cũng giống như kiểu là em không chơi game, ví dụ như anh này, anh không chơi Liên Minh nhưng mà có giải anh vẫn xem, anh vẫn thích xem nhưng anh không chơi, nó như thế. Thì có người xem với cả người thi đấu nó khác nhau. Anh đấy như kiểu anh ấy, anh không chơi Liên Minh nhưng mà anh vẫn xem giải. Phá mess ghệ vì ghen và ghệ giận phải làm sao, nghiêm túc nha. Ok, anh trả lời nốt câu này, anh sẽ off về điện thoại anh sắp hết pin rồi. Đừng bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của người yêu mình, điện thoại, máy tính, không bao giờ. Tôn trọng cái tự do của họ. Bởi vì anh nói thật, nếu trong tình yêu nó là tự giác, đúng không? Nó là tự giác. Nếu người ta đã muốn ngoại tình, người ta sẽ xóa hết tất cả bằng chứng, người ta không để lộ bằng chứng cho em đâu. Mà em cứ ngồi em kiểm soát điện thoại, máy tính, tin nhắn như thế, em mệt, em là người mệt mỏi thôi. Nếu mà họ không ngoại tình mà em làm như thế thì em là người mệt mỏi. Còn nếu mà họ thực sự họ ngoại tình ấy thì họ không để lại dấu vết cho em đâu, em sẽ không thể tìm ra bằng chứng nào hết. Tin nhau và để cho nhau tự giác em ạ. Thế thì mình mới yêu thoải mái được. Còn kiểm soát mệt lắm, anh nghĩ thế. Đến cái tầm này thì tự giác là chính, đúng không? Chứ còn bây giờ kiểm soát thì nó mà đã lăng nhăng, nó muốn đi chịch con khác, chịch thằng khác, mình không cản được. Nó tắt mẹ điện thoại đi, đi chịch xong nó về bảo điện thoại hết pin, đúng không? Mình chả làm gì cả. Ok, điện thoại mình chắc là còn 5% pin nên là mình xin dừng ở đây. Tại vì nhiều
Ờ thì mình sẽ để cái stream này nhá. Thì các bạn chắc là mình để một ngày rồi xong mình sẽ xóa đi. Thì các bạn nào chưa xem có thể vào xem. Ok, tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Hôm nay mình rảnh ở nhà rảnh việc quá cho nên là stream nói chuyện các bạn tí thôi. Ok. Bye các bạn.